Nương nương đừng đi nhanh như vậy, cẩn thận phụng thể. Chuyện gì mà la ôm sòm vậy? Nương nương người xem. Ngươi có biết đốt vàng mã trong cung là điều cấm kỵ không? Nô tài, nô tài. Ngươi giấu cái gì đó? Không có, không có gì hết. Nương nương, hoàng hậu nương nương tha tội. Từ sau hôm nay là ngày giỗ của đứa con chưa kịp ra đời của nô tài. Gần đây nô tài từng mơ thấy con rất lạnh lẽo, đều là do nô tài năm xưa mang thai từ đời cao bản thân, sanh lòng độc ác, quyền rũ các tỷ muội các vô sinh, nên mới liên lụy hại dây gặp báo ứng. Bây giờ nô tài hối hận đã muộn, xấu hổ với con, cho nên mới tới nơi này đốt giấy tiền siêu độ cho nó, hy vọng nó sớm được đầu thai, cũng hy vọng tạ lỗi với nó. Thái y đã nói rồi, chuyện ngươi sảy thai là tai nạn, bổn cung không cho ngươi ở đây nói bậy, lỡ người khác nghe được lại gây tin đồn nữa. Hài nhi, con có nô tài vậy rồi. Hoàng hậu nương nương, nô tài cầu xin người trả lại con cho nô tài đi. Nô tài cầu xin người, nô tài cầu xin người. Con ngoan, ngạc nương biết sai rồi. Con ngoan, con đã về đây. Con ngoan, ngạc nương biết sai rồi. Chú tử, bụng ta đau quá. Ngoan, chú tử ngoan của mẹ. Đau quá. Báo ứng, tất cả đều là báo ứng. Hoàng thượng, hoàng thượng. Làm nhiều chuyện bất nghĩa phải tự gánh chịu. Hoàng thượng, hoàng thượng cứu thiếp. Hoàng thượng, hoàng thượng. Hoàng thượng cứu thiếp. Hoàng thượng. Đây là tượng Tống Tử Quan Âm mà ngươi đổ quan ta làm bể. Hôm nay ta đem trả lại cho ngươi. Lòng dạ ngươi độc ác, hại người khắp nơi. Sau khi uống chén canh Quan Âm Tống Tử này, ngươi sẽ bị báo ứng giống như ta, thai chết trong bụng, không có con nối dòng. Ta không uống, ta không uống, ta không uống, ta không uống đâu. Uống đi. Ta không uống. À, ta không uống. Nguyên Nguyễn, con sao vậy? Hả? Ngạc nương, Nguyên Nguyễn mơ thấy Tường Tần và Toàn Phi. Bọn họ nói Nguyên Nguyễn sẽ bị báo ứng, không có con nói dòng. Nguyên Nguyễn thật sự sợ lắm. Ngạc nương, sau này chúng ta đừng hại người khác nữa. Nguyên Nguyễn thật sự không muốn bị báo ứng đâu. Nguyên Nguyễn, con sẽ không gặp chuyện gì đâu. Nếu thật sự có báo ứng, cũng sẽ đổ lên thân của Ngạc nương. Tất cả đều do ta làm. Con đừng sợ, con không sao đâu. Có biết không, đừng sợ. Không lẽ trước đây Tường Tần sảy thai có liên quan tới Ngạc nương? Trả lời con đi, có phải là người làm không? Phải. Sát hại Long Chủng là tội chết, tại sao Ngạc nương lại làm như vậy? Nếu như ta không làm như vậy thì làm sao con trở thành người được sủng ái nhất hậu cung? Không lẽ trước giờ Ngạc nương luôn? Ngạc nương sẽ tiếp tục giúp con xóa bỏ tất cả chướng ngại. Tin Ngạc nương đi, con sẽ không sao đâu. Con phải nhớ, con là Dạng Hoàng Chi Dương. Ngạc nương nhất định sẽ tiếp tục bảo vệ địa vị của con. Thank you.
ngày mai là đại lễ tế thần. Con và nữ cô Lộc Y Lan đó đều sẽ được mặc lễ phục và giày đặc biệt để tiếp nhận sự cầu phúc của đại sư. Ngạc Nương sẽ an bài hết tất cả mọi việc để cho nữ cô Lộc Y Lan đó bị tai nạn sảy thai. Nương đã bố trí sẵn, chỉ cần nữ cô Lộc Y Lan bước lên đó là sẽ khó thoát được nạn. Hy vọng thay nàng có thể hòa khí an thai, tiếp nhiều phúc đức. Đừng nên làm cho trẫm thất vọng. Đừng sao chứ? Thứ tội nô tài vô dụng, hoàng hậu nương nương đã bị sảy thai rồi. Hoàng thượng còn ở bên ngoài, còn cố nén đi.